Máy camera máy mua đẹp dễ sợ luôn. Mẹ khuyên tôi con đường này tôi sẽ không bao giờ được thành đạt. Mẹ muốn tôi là học, đừng bắt chước ba tôi đi đam mê âm nhạc. Đừng suy nghĩ dính dòng, đừng xem xét, đừng bỏ lại cuộc đời vào ca hát. Nếu một ngày nào đó, khi mọi chuyện không thành công, tôi sẽ bị thất lạc. Tôi mơ rằng bạn nhát, mất hết tất cả lòng tin. Sống trong sự chua chát, cần một người thất học. Nếu cuộc đời còn lại của tôi sẽ không bao giờ được thành đạt. Nhưng mà những điều đó là bài học trong đời mà chính tôi từng phải có. Chính tôi cần phải là người và trải qua những cái khổ và sẽ có. Nhưng con đường không có ngõ, không nói. Xin lỗi mẹ, mẹ đừng buồn để làm chi. Mà đến lúc con đã lớn, mà cũng đến lúc con phải đi. Đi tìm lý tưởng cho cuộc đời, xin mẹ đừng khóc để làm chi. Không xin lỗi mẹ, mẹ đừng buồn để làm chi. Mà đến lúc con đã lớn, mà cũng đến lúc con phải đi. Đi tìm lý tưởng cho cuộc đời, xin mẹ đừng khóc để làm chi. Xin mẹ đừng khóc để làm chi. Thank you. Thưa quý vị, CD của Phong Lê Lấy Tiền Cho Gái số 2 đang nằm trong các tiệm bán CD ở tại Mỹ. Lấy Tiền Cho Gái số 2 gồm có Lấy Tiền Cho Gái số 2 và nhạc phẩm Ghệ Mập Anh Ta Là Du Đảng, Bình Minh Sẽ Mang Em Đi Remix, và có rất là nhiều bài. Quý vị có thể muốn mua online thì ghi là phong503@yahoo.com, lên đó rồi email cho Phong, Phong sẽ ký tên gửi đến tận nhà. Thank you very much. Hôm nay mặt mụn quá, oh shit mặt mụn, xấu quắc luôn. Thank you.